Ráng lên nha, dần mẹo nha. Dạ. Mời các em bên đây trước. Đúng rồi. Dạ, A1, B8. A1, B8 làm như không có cái vị trí đâu khác hết trơn. Bên đây dần mẹo. A6, B1. Và U như kỹ, Y như cũ thưa quý vị. Gợi ý. Hình tượng phổ biến trong ca dao về người phụ nữ hy sinh cho chồng con. Mời ô chữ. Mua thêm không? Mỗi nhà mua có 2 ô, ít quá. Mua thêm ô nữa đi. Tụi em mua thêm ô A2. A2. Bên đây muốn mua thêm ô nào không? Một B2 đó. B2, đúng không? Chúng ta mua trước, chúng ta có cái thế mạnh là chúng ta độc quyền cái ô chữ đó. Mặc dù có thể mình không đoán được câu này, nhưng chúng ta có thể bán cái chữ đó cho đội bên kia. Xin mời ô chữ. Em xin bán hết tất cả những gì em có. Câu này quen, thật ra câu này quen. Khó, câu này khó. Không khó, giống như câu trước vậy đó không? Anh nói rằng câu đó quen mà. Bây giờ bán con không biết luôn á. Chưa chắc à, em không biết chứ người ta biết à. Nhưng mà em không bán. Tính muốn mua không tính? Không anh. Cái chữ mình cũng quan trọng. Đúng rồi. Chữ mình quan trọng cho nên bên kia bí. Sao? Nếu như không có đội nào trả lời, chúng ta sẽ mở lượt đoán tiếp theo nha. Đội em không có câu trả lời. Bên đây sao? Tí sự. Vậy là cả hai đội không có câu trả lời. Lượt bán tiếp theo. Mỗi đội được mua thêm 3 ô chữ. Mời đội dần mèo trước. Em sẽ mua là chữ A4 nè. A4. Theo anh nè. B3 với lại B5. B3, B5. A4, B3, B5. Bên đó mua 3 ô luôn. Anh chị. B4, B6 á. B6. Em mua trước 2 cái không được, em mua cái nữa được. Ừ, ok. Mua trước. Dạ, B4, B6. Xin mời ô chữ. Sao? Nhà bên đây mua thêm ô nữa không? Mua thêm, hả? Lên gõ chiên luôn hả? Hả? Có đáp án rồi hả? Nhanh quá. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Trời. Rồi, 2 triệu. Cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non. Chốt chưa? Em chốt bởi vì em nghĩ là không có câu khác đâu ạ. Và em chỉ nhớ mỗi câu này được ngày xưa có học. Nhưng mà không nhớ chính xác, nhưng mà chắc em nghĩ được câu này. Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non, đúng không ạ? Đây là cái câu rất quen thuộc. Sợ là có bạn khác không anh? Đó. Đó là cái điều anh muốn nói với em. Rất tiếc, đó là đáp án chưa trùng khớp. Bên đây à, cái mấu chốt là nằm ở một cái từ nào đó. Là gì? Rồi. Cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non. Gánh gạo đưa chồng nghe khác một chữ thôi hả? Nhớ. Yến ngồi chè. Gánh gạo đưa chồng á, đưa chồng thì càng sai. Mình dùng từ nuôi chồng là đã sai rồi thì đưa chồng còn sai hơn. Không phải. Nhưng mà cái từ em mua được là đưa. À đây à? Sao dã man thế nhỉ? Chứ không phải là chưa đoán. Chắc đúng mà chị. Đây là đáp án chính xác. Yeah. Sao cái câu này nó lại là cái từ đưa chồng được thì bởi vậy nó là dị bản đó em. Anh cũng là cái người nghe cái câu nuôi chồng hoặc là sao mà cứ từ đưa chồng được chứ trời. Hoặc là cái cò đúng không? Có câu thì là cánh cò, cánh cò nè, hoặc lặn là con bờ sông. Cò. Đúng rồi. Hoặc là bờ ao chứ không phải bờ sông. Yeah. Đó nó có những cái dị bản như vậy. Hồi nãy em có chữ chồng nên em biết đấy chữ sông. Em cũng đoán là con cò. Nãy tụi em nhưng mà khi con cò. Em đoán là con cò nhưng mà khi nghe bên bển nói là cái cò thì em mới sửa là cái thì cò. Đó, em cũng thấy hay lắm. Cũng biết nắm bắt cơ hội lắm. Thì che che. Làm sao có thể đưa được? Chị nói rằng nuôi là sai lắm rồi, làm sao mà đưa được? Bên kia em mua được từ đưa đó chị. Ờ thế à? Em bị kiểu là một cú giáng trời. Thế ra có thể là từ đưa được, bằng trong đó từ nuôi. Bởi vậy mới nói rằng ca dao Việt Nam nó cực kỳ phong phú, nó được truyền khẩu từ đời này qua đời kia. Và trong chương trình này chúng tôi không nói rằng các bạn sai, các bạn đưa ra một cái câu ca dao cũng rất đúng, nhưng nó là một cái bản nó không có đúng với đáp án của chương trình. Và bên đây đội dân mèo may mắn hơn chỉ vậy thôi. 20 triệu. Yeah. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với chuyện đưa này. Sao gánh gạo đưa chồng được nhỉ? Đưa đi đâu? Đến giờ Yến vẫn còn hoang mang tại sao lại có thể đưa chồng được. Câu 3, xin mời câu hỏi. Bên đây, bây giờ dần mẹ mua trước nè. Dạ, hồi nãy tụi em mua miễn phí, chưa mua miễn phí lần nào đúng không? Đúng rồi. Bây giờ A1, B1, B8 trước. A1, B1, B8. Dạ. Dùng một cái quyền. Khoan dùng. A1, B1, okay. B8. Đó là cái sự lựa chọn của các em. Hai Yến. A6, B6.
À, sao thì đó là chặn đường mình rồi. Hên xui. Không, chặn đường cái câu ấy á. A6B6 mới có 2 ô thôi, muốn mua thêm không? Rồi, A6B6 trước. A6B6 trước nha. Dạ, okay. Gợi ý như sau. Cái này là anh nghĩ Hải Yến có lợi thế nè. Chúng ta nghe nhạc nha. Lời ru buồn nghe mênh man mênh mang sau ly tre làng con lòng tôi xôn xao. Lấy chồng em đi qua con đê mòn lối cò về, có chú bướm vàng bay theo em. Vừa rồi là một bài hát rất là quen thuộc đúng không? Dạ. Sao em nỡ vội lấy chồng? Gợi ý, cái câu ca dao mà chúng ta chuẩn bị đoán đây á, nó là cái nguồn cảm hứng cho cái bài hát vừa rồi Sao em nỡ vội lấy chồng mà chúng ta mới nghe. Xin mời ô chữ. Đây là câu cuối cùng của vòng 2, cũng là câu quyết định đội nào sẽ bước vào vòng đặc biệt. Muốn mua thêm không tính? Phải mua thêm. Từ từ, dạ chắc chắn sẽ mua rồi. Mới mua có 2 ô à, còn được ô nữa đó. Rồi, tùy luôn, rồi. B3. Quyết định đi, cứ quyết định đi. Không sao, mình còn mua nữa, bên kia em chưa biết đâu. B3, rồi, mời ô chữ. Có ai có câu trả lời không? Dạ không. Dạ không, đội em là chưa không có câu trả lời đó. Vậy thì chúng ta sẽ mở lượt bán tiếp theo. Mỗi đội được mua thêm 3 ô. Mời Tí Sử. Ủa, mua mạnh tay lên thì mình mới có dữ liệu mình đoán đúng được. B7. B7 trước nè. B2. Từ từ từ. Ờ đúng rồi. Ở dưới. A4. A4. Đây này. B7, B4 đi, đường A4. B7, B4. B7, B4. Rồi, B4. B7, B4 anh. B7, B4. 3 cái lận, mình mua được 3 cái lận. Ờ, 3 cái mà. 1 cái nữa. A4 không lấy hả? Trời ơi, cái đó quan trọng đó. Nếu mà được 3 cái đi A thì chơi với A4. Rồi, A4. Cái chi tiết quan trọng, đúng không? Ở đây, sao? Bên kia ta mua tới 3 ô kìa em ơi. À, mình chỉ mua bây giờ, mình mua hàng trên 1 chữ, hàng dưới 1 chữ. Em lấy A2, B5. Mua có 2 ô thôi hả? Dạ, để dành tiền. A2, B5. Lộ phí về xe. Mời ô chữ. Phải chờ anh biết ngay mà. Thấy không? Thấy quan trọng không? Chữ này đó, quan trọng nè. Cái đó quan trọng nè. Sao? Dân mẹo. Bây giờ mình lấy lên mình che này. Đấy. Mua không em ơi? Chị đang có một cái A4 rất là... Nếu của chị có những cái quan trọng thì tụi em cũng thì chị sẽ đón được rồi. Đúng không? Đúng không? Chị cũng cần những từ quan trọng bên em. A hi hi. Biết sao không? Vấn đề là gì nè. Bên đây em đang có những cái từ này ở bên kia không có. Đúng, đúng. Cho nên nếu như em có được cái từ A4 hoặc từ B3 này, các em sẽ đoán ra. Bao nhiêu A4 đó? Với B3. Bán bao nhiêu? Bán bao nhiêu? Em muốn mua A4 và B3 mình bán mấy dạ, triệu mình nè? Đưa vậy là mình đã mất 2 triệu. 2 triệu cho cái từ đó rồi. 2 triệu thì mình bán lại. Em thân yêu, đã từng có người đến chương trình này và bán một từ với giá 20 triệu. Cái từ này rất là đắt giá nha. Không, em bán ở dưới trước. Đà bán giờ dưới trước không nè. Mua. Bây... Mắc thì không mua. Nhưng sau đó người mua không mua bởi vì mắc quá. Ừ. Cho nên cái giá cao nhất phải hợp lý. Trong những cái cuộc thương lượng mua bán ở trong chương trình này, một rồi. Từ là 7 triệu đồng. Thuận đó là cái mua giá cao vừa nhất. Bán. Thuận mua vừa bán nha anh. Rồi, bán hả? 34 triệu chứ. Hai từ là 2,5 triệu. Mình cũng đã biết mấy từ này rồi đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ mình bán đi lấy tiền lại. 7 triệu anh. 7 triệu. 7 triệu cho cái từ A cái gì từ B. 2 từ. 7 triệu cho từ B3. Một từ B3 7 triệu. Một từ B3 7 triệu. Là không mua luôn. Là quá mắc luôn. Quá em mắc luôn. 7 triệu 2 từ còn suy nghĩ là có nên mua hay không. Mắc lắm. 5 triệu. Anh tìm nói rơi số 5 nè. 5 triệu một từ cũng rất mắc. 4 triệu. Tôi mua tại vì cái từ đó là nó dính với từ sau rồi. 4 triệu. Thôi bây giờ tôi không có hãng. Bây giờ B3 với A4 tụi em mua giá ok nhất là tầm 6 triệu. Cả 2 từ á? À khoan, 2 từ á dẹp luôn. 2 từ mà lấy 20. Vậy thôi không mua. Mua 6 bán. Em không mua, em mua. Là mua đi anh. Khoan, em xin lỗi nha, em xin lỗi. Dẹp luôn. Hai anh chị bán bao nhiêu? Bây giờ nè, nếu mà B3 không. Không, em mua 2 chữ thì anh chị bán bao nhiêu? À, cái như là mua nhiều, số nhiều. Ừ, là mua A4 với lại B3. Tụi em tính mua A4, B3. Mua nhiều có nghĩa là khi mà các bạn biết được cái này, các bạn sẽ trả lời được. Chưa chắc gì tụi em đoán đúng. Ừ, nên thôi tụi em, nếu vậy cao quá tụi em không mua. 15 triệu, nếu tụi em lấy được 20 triệu, anh bán 15 triệu. 2 từ. Anh chắc chắn với em luôn, tại vì anh biết cái từ này không bao giờ luôn. Nó là một cái từ cực kỳ quan trọng.
Dạ, những từ bên em có cũng cực kỳ giảm quan trọng. Chút đi cho dễ bán mua em ơi. Quan trọng lắm luôn. Ừ, giảm giá chút đi, người ta mua hai chữ được mà. Ừ, cao quá. À, 10 triệu cho hai từ. Không được, thấp quá em ơi. Được em rồi. Tính đi 10 triệu. Em, 10 triệu. Giá hời rồi, giá hời rồi, bán đi. Không mua nữa. Tụi em không mua, quyết định không mua rồi. Tụi em giận rồi. Không mua đi. Anh nghĩ dạ, là thôi không, không mua, không trả lời được cho bên kia trả lời. Tại vì bên kia đang giữ những cái quan trọng thì bên kia sẽ trả lời được. Bên kia cũng biết mà. Đúng không? Dạ, không bây giờ vậy nè, tụi em còn quyền. Ừ. Mua chữ. Còn không? Còn. Còn. Chữ miễn phí đó. À. Rồi. Nhưng mà khoan, những cái chữ quan trọng thì bên kia nó không mời. Đúng rồi. Mua chữ miễn phí, mình mua chữ A4. Không được. Bên này đã giỡn thôi. Mình mua chữ A5 đi. Giơ bảng lên. Yeah. Yeah. Sử dụng quyền mua miễn phí A5. Mở lên. Mở ô chữ. Đúng. Nhưng mà vấn đề là cái A4 kìa. Thì đó, A4 là cái khó nhất. Đó. Tụi em biết đoán được cái chữ này rồi. Đoán là nó dễ lắm em. Hoặc là bây giờ nè, tụi em không mua hai từ, mua một từ thôi cũng được thì giảm giá cho em. Dạ, nhưng mà thì nãy đồng ý một, nếu mà mua một từ là 6 triệu. A4 sao 6 triệu được? Với lấy 15 triệu hai từ mà từ kia chị em đòi 5 triệu là K4 phải tận 10 triệu. Mà anh Tín anh hạ xuống cứ cho em mua hai từ thì chị giảm 12, làm sao A4 có 6 triệu được? Đúng rồi. Dạ, em quyết định đi bây giờ nè, A4 chắc chắn rồi đó, còn một từ nữa là giá 12 triệu đúng không chị? Ừ. Hai từ là giá 12 triệu đó. Lẽ tôi sắp thay đổi ý đó. Lên giá giờ đó. Thôi cứ mua A4 B3 đi, rồi 12 triệu. A4 B3 giá 12 triệu. Bên đây đồng ý bán đúng không? Giao dịch thành công. A4 B3 bên đây sẽ anh đóng che, lại. Anh che chỗ đấy. Anh che chỗ đấy. Nó sẽ đóng lại, không cần em che. Không, che hai chỗ này, có chỗ kia vẫn phải che chứ. Nhưng chỗ nào của em đang hở ra rồi, vẫn phải che. Rồi A4. A4 B3 là... đóng lại. Đóng lại. Không cần nói lên. Rồi ok. Bên đây mở A4 B3. Mở. Đó. À đúng rồi. Thấy chưa? À, mình còn một lượt. Thì miễn phí, xài luôn đi. Tụi em sử dụng miễn phí. Nếu mà miễn phí, ok. Chắc chắn phải đúng nha, không đúng là bên kia biết hết rồi đó. Đúng thì thôi. Ờ, ok. Rồi, thôi thôi nha. Gõ chiên. Bơm. Gì? Bướm vàng. Đậu. Đọt mù u. Lấy chồng càng sớm tiếng. Ru. Ru càng buồn. Thêm buồn. À. Thêm buồn. Tiếng đâu thêm buồn. Không phải càng buồn đâu, có gia tục ngữ không có chữ càng đâu. Chốt đi. Thêm. Đọc lại lần nữa. Lấy chồng càng sớm tiếng ru. Thêm buồn. Thêm buồn. Chốt không? Chốt. Dạ chốt. Chốt. Đây là đáp án sai. Đây này. Bây giờ chúng tôi mới lấy tiền này. Gõ chiên. Rồi đọc xem. Bướm vàng đậu đọt mù u, lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn. Trời ơi, không thể nào sai được nữa. Đó là đáp án chính xác. Nè, dần điệu bằng cắt trong thơ lục bát. Vần điệu lấy chồng càng sớm tiếng ru càng thế buồn. Thì chị mà nói là em mua cái từ ở dưới từ càng là em mua 1 thành 2 bởi vì nó là lục bát rồi, không đó. Lục bát là không, phải đi theo từ từ đọt hồi nãy là tụi em tưởng chữ nhánh. Em nói càng buồn ảnh kêu cửa lên thì đó mới đau đớn đó. Chết rồi, lỗi anh, đau xót Lý Kim Nguyên quá. Công ơi, nhỏ nói đúng rồi, cái mặt em tỉnh lắm. Thêm. Thêm. Thì tại vì em nghĩ là thêm chứ. Công ơi, cái mặt của em á, cái mặt của em á, đây là cho anh mượn cái ghế. Chắc mượn chắn ghế, không? Anh là... rất là chắc đây. Chắn luôn. Em coi là cái em nét diễn lại em. Nha. Em là em coi lại cái nét của em là công. Đó. Thêm hay càng anh? Thêm hay càng không, anh? Phải cái chân, phải chân, phải có cái chân nữa, phải có cái chân nữa vậy nè. Thêm hay càng anh? Đó thấy chưa? Chắc dạ, chắn. Dạ quý vị khán giả, cái mặt công dòm với má chồng vậy đó. Thêm. Nhỏ con dâu kia, nghe lời má đi con. Thêm. Thêm. Đó giờ thêm mất tiền đó. Nhờ em thêm mà bây giờ mất tiền 20 triệu giờ.